Ngày 21 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh đang tạm giữ hình sự Bùi Xuân Hạnh 29 tuổi, ngụ ấp Thanh Trì A, thôn Đa Lộc, huyện Châu Thành, điều tra về hành vi tàng trữ phi pháp chất ma túy. Hạnh bị cảnh sát tạm giữ để điều tra. Theo cảnh sát, chiều 17 tháng 10, Hạnh bị tóm quả tang khi tàng trữ ma túy tại nhà. Kiểm tra căn nhà của nam thanh niên này, cảnh sát thu giữ 6 bịch ni lông bên trong chứa ma túy đá được cất giấu trong hai khẩu trang. Hạnh khai nhận, số ma túy trên được mua tại thành phố Trà Vinh để sử dụng và bán lại cho các con nghiện khác kiếm lời. Theo cảnh sát, Hạnh bị nghiện và không nghề nghiệp ổn định. Trước khi bị tóm, đối tượng này đã có sử dụng ma túy cùng một số người đam mê thủ nghiện tại nhà.